Và kính thưa quý vị, khi mục tiêu đang đặt ra các ngành nghề đào tạo trong chiến lược phát triển của trường, Đại học Giang Nam quyết định phát triển các ngành khoa học xã hội và nghệ thuật bằng cách mở thêm các ngành bậc trung học, tâm lý học, văn học ứng dụng, đặc biệt đó là hai ngành piano và thanh nhạc. Những ngành này đang lập tức đã thu hút được hàng ngàn sinh viên mở thêm hướng đi mới cho Đại học Giang Nam. Với phương châm gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn và mong muốn trở thành một trong những trung tâm hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố, trong thời gian qua thì Đại học Giang Nam đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa. Và chương trình hòa nhạc kỷ niệm 25 năm Đại học Giang Nam đêm nay đó là một trong những sự kiện trọng đại trong số đó. Và cái dịp này thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu và ra mắt nhà truyền hình Giang Nam, nơi mà quý vị đang hy vọng. Và kính thưa quý vị, đối với nhà truyền hình Giang Nam, chúng tôi luôn luôn có nhiều mong ước, luôn luôn có nhiều hy vọng rằng sinh viên ngành nghệ thuật của chúng tôi sẽ luôn luôn có hẳn một nơi riêng cho các bạn vừa học vừa thực hành một cách chuyên nghiệp nhất. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời nhà báo Dương Trọng Duật, giám đốc và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Doanh, phó giám đốc người cán bộ của nhà hát truyền hình Giang Nam sẽ lên sân khấu để nhận quà của lãnh đạo Đại học Giang Nam và ra mắt toàn thể quý khán giả. Trân trọng kính mời. Chúng tôi cũng trân trọng kính mời ông Bùi Quang Độ, chủ tịch hội đồng quản trị sẽ lên tặng hoa chúc mừng cho những cán bộ của nhà hát truyền hình Giang Nam và đặc biệt là trao nhiệm vụ cho nhà hát truyền hình Giang Nam. Trân trọng kính mời ông. Và trân trọng kính giới thiệu với quý vị, đây là những cán bộ của nhà hát truyền hình Bắc Lan. Dạ, và chúng tôi cũng trân trọng kính gửi lời lại cho thầy Độ ạ. Thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, chưa có thể xin cán bộ nhân viên hôm nay đang mặt nhà thì nó đang ở hội trường này, hội trường nông dân thì không xong. Và như vậy là nhà tình hình văn lăng là bộ phận để mà hoạt động trong tình khoan kia ra. Và tất cả những sẽ có một hoạt động tích cực để truyền bá từ văn lăng trong xã hội cũng như là sẽ để cho sinh viên có điều kiện thực tập của những môi trường văn hóa mới cũng như các phương tiện kỹ thuật mới trong tiền giai đoạn cách mạng 4.0 này. Và đây là một cái buổi đi cũng là khá đặc biệt của trường văn lăng, là một trường cao mà đã bắt phải cao của mình. Vì vậy cho nên được nhiều lần như thế này, nên vì là một cả tình hình văn lăng cũng như mọi người có được cố gắng để chúng ta luôn sáng tỏ của trường văn lăng đến với sinh viên và cũng từ sinh viên để ra vào xã hội và để chương trình xã hội lấy lại một cái đơn vị này là một cái cuộc đời xứng đáng với cả cái thế sau này. Xin cảm ơn.